Tại lưu vực sông Tiền đoạn thuộc xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang, Tổng công ty 36 CTCP bắt đầu khai thác mỏ cát thứ tư, được tỉnh An Giang bàn giao theo cơ chế đặc thù, phục vụ thi công cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. Mỏ cát này có diện tích khu vực khai thác là 28,93 ha, khối lượng được phép khai thác là 724.498 mét khối, công suất được phép khai thác là 724.498 mét khối một năm và thời gian khai thác là 365 ngày. Trước đó, để cấp các phục vụ thi công cao tốc trục dọc và trục ngang ở miền Tây, tỉnh An Giang đã cấp cho các nhà thầu thi công trực tiếp khai thác 10 mỏ cát với tổng trữ lượng 15.200.000 mét khối. Như vậy đến nay, có 4 mỏ cát cấp cho cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đang được khai thác với tổng trữ lượng khoảng 4.700.000 mét khối.